Nhưng mà chữ nguyên giả con có những một quà nè, có nhiều hai cái trứng ở trong đây đi giờ con trẻ nó giỡn giỡn cái này còn không quả mà sửa giúp tôi đẩy thùng đó đi. Đây có hai đứa nhỏ đẩy rồi. Mấy đứa này. Mà la không cho ông đẩy, ông đẩy ba không hả? Đừng để hai đứa nhỏ đẩy đi. Nè Bin. Cái đó khó đẩy lắm sửa. Thôi gì cho đẩy đi. Nè cho đẩy vô cho phụ cho. Cái này nó dính, xích vô. Cái này nó dính khó đẩy lắm. Xích vô tiêu. Tiêu. Tiêu đi vô con. Cảm ơn chưa? Cảm ơn. Cảm ơn đã tặng quà cho con. Đi. Cái này là đóng hả? Cảm ơn là Hoàng nè. Anh con. Vậy con cảm ơn bà cô chú vì khán giả. Cảm ơn bà chú vì khán giả. Nè để coi nha. Đi xuống. Con qua nó đã út đưa cái tờ giấy của cô gửi qua cho để cho chồng đọc cho cảm ơn rồi. Rồi sửa cảm ơn chưa? Sửa. Không nghe qua nữa. Đừng đừng. Đừng. Lỡ quà. Lỡ lỡ. Để nó nói chuyện á. Rồi tụi con né qua đây đi. Con mày vô đây chơi nè. Con nào trước? Con khô nè, con nè. Con mày đó. Để đây đây, chị Bụi lấy cái tờ giấy của tao đọc cho cảm ơn cái đó. Cảm ơn của... Nè, 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 nè. Cái nói gì nè, mà cái đó. Ừ. Tặng lại cho một cái gì. Cái chắc gì nó mà đây là sửa với lại mấy bạn nhỏ mới vừa đặt nhận được một phần quà. Hôm nay lại tiếp tục nhận được một phần quà, ba phần quà nữa. Ba con ngon Bích Vân ở Đức. À con Vân. Đây là à của cô Vân ở Đức gửi cho gia đình nhỏ của vừa. Con cảm ơn bà con. Cảm ơn bà con. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà con. Sửa cái băng đàng hoàng nè. Cảm ơn bà. Bây giờ con khui nha. Con mày. Rồi tránh ra nè. Con mày ơi. Để cho tôi cùng nè. Tránh ra nè. Kệ đi con. Mấy đứa em nó nhồi lắm. Mình lo mà tập trung thu bà đi. Tránh ra biển.
Sẵn ra đi, sẵn ra đứng đứng sau lưng la cha hết đi. Dạ. Nè, đứng ra đây nè, Quyên quay hình một sáng cho vui rồi. Đây đây, sẵn ra sợ. Dạ. Đừng uống trà nha. Dạ xin lỗi bà cô chú anh chị, mấy đứa nhỏ nó được quà nó mừng quá, nó nhau nhau nhau. Mình còn buồn mấy đứa nhỏ. Ôi, cái phụ nghiệp. Dạ, đứng sau ra. Đứng sau ra lưng cha nè. Hai đứa qua đây, qua đây kia nè. Không. Từ từ nha, không có vô đây à. Ôi, từ từ, từ từ. Từ từ, có thư ở chỗ. Từ từ, có thư nè. Có lá thư của Hào lại nè. Tao lấy cho đọc lá thư trước. Sửa được. Nè. À, cha kêu bằng chị, tụi con kêu bằng cô. Dạ. Nghe không? Chị chào Phương Dừa cùng gia đình. Hôm nay chị tranh thủ gửi. Chị chữ của chị đẹp lắm. Và lại thăm gia đình và có chút quà từ nơi xa gửi về. À, chị chúc em và gia đình luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Quà của các bé thì chị ghi tên rồi. Còn những thứ khác thì chơi chung và dùng chung. Nước tắm chai hồng của em gái màu tối là của đàn ông. Nước trong túi đó là 3 trong 1 tắm gội rửa mặt. Có mấy chai thuốc vitamin tổng hợp tất cả các loại vitamin. Thì có 2 hộp chị đề tên em thì em ngày uống 1 viên cho có sức đề kháng. Còn 8 hộp chị không đề tên thì em chia bà nội 4, bà ngoại 4. Em cũng dặn ông bà ngày uống 1 viên nhé cho có sức khỏe. Còn 1 gói chị có đề tên của Đông thì em chuyển giúp chị nhé. Chị gửi lời thăm cảm ơn tới Đông vì đã Đông đã có tấm lòng cao cả. Cảm ơn rất nhiều phương xa. Dạ. Sang can, chị kêu sang can. Còn 3 túi nhỏ là túi của 3 chị em gái. Trong đó có kem bôi mặt ngày và đêm, 2 hộp collagen. Thì mỗi ngày uống 1 viên và để giúp chị em cải thiện sắc đẹp. 3 con gấu, 2 từ từ là 3 cái ví của 3 công chúa trong nhà. Nhưng chị không biết bé nào thích mẫu nào nên để 3 chị em tự giải quyết. Còn trong túi chị để có 3 năm. Chị đề 3 của 3 nam tính là áo chị gửi cho 3 anh em nhưng cũng không biết ai vừa số nào nên cũng để tự 3 anh em giải quyết. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Cảm ơn cô đi tụi con. Dạ cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô. Phanh tay cảm ơn nè quà. Dạ cảm ơn cô. Này, rồi sữa nè, con là trà sữa, con cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi, con là xin mũ cảm ơn cô. Rồi, cái Dĩnh cảm ơn cô nè. Cảm ơn cô. Từ từ, từ từ. Đây là kẹo. Đứa nó hay kẹo là mừng quá nè. Để lên đây. Để lên đây là quà. Từ từ nè. Dạ đây là kẹo luôn. Kẹo dẻo. Dạ. Đây là kẹo luôn hả? À, mấy đứa nhỏ nó thấy kẹo. Ủa sao kẹo Halloween? Hả? Kẹo Halloween. Kẹo ngon nè. Kẹo giống như mà kẹo kỳ lân hôm bữa sữa. Để lên. Để lên kẹo mà con. Trời ơi. Để lên đây sữa. Quá trời luôn. Kẹo quá trời luôn. Cái này phải cho mấy bạn nhỏ ăn sớm rồi ha. Nếu bị kẹo Halloween giống kẹo nè. Ủa kẹo này kẹo gì mà có nhiều lớp nè. Kẹo cũng là kẹo. Ôi con kẹo quá nhiều luôn con cảm ơn. Cũng là kẹo. Từ từ. Từ từ lấy kẹo luôn nè. Trời ơi kẹo ngập tràn. Kẹo ngập tràn. Cái này có tiêu nè. Cảm ơn. Cảm ơn. Rồi kẹo luôn nè. Snap. Kẹo ngập tràn. Đây là kẹo đánh răng nè, dùng chung nè. Kem răng mình nhìn chung nè, kem răng dành cho em, kem răng cho em nhìn chung, kem răng cho em nhìn chung chung. Snack, snack này mình dùng ăn chung nè, snack ăn chung nè, snack ăn chung nè, snack ăn chung nè. Cái này là dùng cho sữa tắm cho nam nè. Sữa tắm cho nam, sữa tắm của cha, của cha, của ba mươi. Cái này là sữa cho nữ nè. Còn này là này dòng trong ông bà nội bà ngoại nè. Một người một bên tắm 4 hộp nè, đó. Rồi, xong. Rồi bỏ vô lại cho nguyên giá. Kẹo Halloween. Bỏ kéo lên. Đó là kẹo Halloween đây. Bỏ đây con. À cái này của Phương nè. Rồi. Bỏ vô hết cảnh kẹo vô đi. Còn lát mình chia cho ông bà. Ôi kẹo ngập tràn rồi. Đúng rồi á. Toàn là kẹo thôi à. Nè, bỏ vô hết vô. Nhẹ với con. Kẹo bánh trái mình phải bỏ nhẹ nhàng. Kẹo. Quay, con kẹo Halloween. Kẹo. Rồi, lát mình lấy cái kia cho nó nha.
rồi rồi lấy cái nắp đó lên lại rồi lấy cái nắp đó lên lại trời ơi còn học kẹo Halloween chứ đưa kẹo nó có luôn coi. Ôi chị bỏ ấy quá ha, mình đậy lại cái nó bị không rồi né ra rồi né ra từ từ dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Bây giờ dịch đâu có được đâu đi chơi đâu, giờ là đây là tôi vừa có món quà cho mấy con nhỏ nữa. Đây là những món quà rất là ý nghĩa từ phương xa. Em làm nha. Ai mà thấy bất ngờ là sẽ bị ông gậy bắt đó. Là gì sữa? Chánh hồn không? Từ từ có được chơi. Từ từ mấy bạn không manh động nha. Mấy bạn không ăn là mấy cô không tỉnh. Từ từ cái này của sữa. Cảm ơn. Từ từ cái này của Đông. Cái này của chú Đông lát cái gì chú Đông. Cái này của chú Đông. Nắp. Rồi nào đây là chúng ta nắp ra. Từ từ lỡ của mọi người á, đừng có từ từ để em nói từ không đừng manh động đào quỳ ô cái này coi tên cái này bấm vào chỗ giấy là nó kêu này của sữa rồi sữa được rồi sữa nè mẹ có thêm cái túi này nè cái túi của sữa này sữa hai cái túi lận. Rồi này của sữa. Cảm ơn cô chú. Siêu nhân hả? Của sữa. Sữa. Siêu nhân hả? Ba túi là ba con gái. Từ từ biết rồi. Mẹ quay đi biết rồi. Để cho. Đồ này là đồ của sữa. Áo của ba nam. Này sữa là của siêu nhân hồng. Của sữa. Áo của ba nam. Rồi áo này của trai với của cậu Tư với lại của ba Minh á. Từ từ cái gì cũng từ nè ra hết đi, tụi con làm vậy là giống như là mình này mình phải đọc từ quà nè. Trong này có hai đứa con, hai gói hạt dẻ để các con ăn với sữa vì hộp bị hỏng nên chị cho vào đây. À đây là hạt dẻ, đây bỏ vô sữa ăn. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều, chị ghi chú là cẩn thận. Này là của nữ. Này của nữ. Của mấy chị nữ. Có sữa có siêu nhân màu hồng rồi bà con bác. Có siêu nhân màu hồng. Cái gì vậy? Cái này là của nữ luôn. Dạ. Xin được cảm ơn. Thêm một túi nữa. Còn một túi nữa cơ cha. Từ từ con. Từ từ cái này thuốc uống, cái này thuốc uống cho người lớn, ông bà ngoại ông bà nội. Từ từ mình phải khâu từ từ phải không? Đây là thuốc uống luôn, nhưng lát mình sẽ kiểm tra. Này thuốc của nữ. Đây là cái xe. Thế Vĩnh nè, này của Thế Vĩnh nè, này của Lâm. Lâm Thế Vĩnh. Tặng xe xong rồi cứ chạy đu Vĩnh. Cảm ơn. Vậy là hết rồi. Cảm ơn. Để chào mừng này của ba đứa gái, của ba cái nhỏ. Mới có một cái, hai cái rồi. Chắc bên kia. Là cái này không được. Từ từ còn bên đây nữa. Cái này cũng con. Rồi sữa qua đây khui với cha nè. Xe này mạnh hơn. Nhưng mà sao? Xe hai đứa đều mạnh. Con cả hai đứa cảm ơn chưa? Hai đứa cảm ơn chưa? Cảm ơn cô chú. Cảm ơn cô Vân. Cảm ơn cô Vân.
Rồi chị cũng đi mua này kia thời gian lắm mà cũng tốn rất là nhiều tiền. Từ từ, có chuyện kéo không? Nguy hiểm quá. Trời ơi, con bà sữa bà mê kìa. Đây nè, con bông chó nữa nè. Phan. Dạ con cảm ơn cô. Đây, sữa lấy con màu hồng không? Sữa lấy con chó đó không? Con lấy màu chó nào, con lấy chó nào nè. Giờ ưu tiên cho em nha con, giờ em nhỏ cho em từ nhỏ. Dạ, con lấy cái nào cũng được. Con lấy đó ha, còn em xem nè. Con cho con lấy cái màu sắc. Thôi để em lấy màu nào thì con lớn con nhiều cho em ha. Rồi, mình lớn mình chịu thiệt. Ha, không cảm ơn cô. Ờ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cái này bánh chản cho dành cho người lớn à. Dạ rồi, để đây. Từ từ. Từ từ. Cái này là kẹo kẹo dùng chung nè, bỏ ra. Trời ơi. Cái này quá trời bánh chản nè, cho súng cọ mình. Trời trời. Cho súng cọ mình. Ừ. Ha, bánh kẹo cái là 2 cây. Ừ. À, đây bánh kẹo luôn. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cái ăn nó khô luôn rồi. Trời ơi. Ngon ăn ngon cơm luôn. Cái này phải cho mấy bạn nhỏ nữa. Ăn kẹo mà ăn nó khô kẹo luôn. Trời. Quá trời kẹo luôn rồi. Trời đất ơi. Mẹ múc. Đã kéo lên hoài mà nó vẫn thấy gì luôn á. Có một cái gì kìa. Em nè, cái đó cái vỏ. Đây, từ từ. Trời ơi. Từ lấy kẹo ra. Quá trời kẹo luôn. Chị mua kẹo. Từ từ Bin. Từ từ Bin. Cái này là cái gì? Cái bông. Nè cầm đây, coi mấy con. Mấy con. Một đứa một con á. Ba con. Nè. Đó kìa. Ưu tiên cho sữa con này. Thì mấy con vậy? Năm con à. Hay không có. Năm con hay cho mấy em nhỏ ha. Con cũng không lấy đâu. Rồi nè, để đây đi. Đẹp đẹp không đó nha. Rồi cầm đi con, để qua bên. Đẹp lắm á, giữ cho cẩn thận bên nha. Đi. Mấy con này con sẽ cướp. Cái này là zombie. Con choco. Cái là zombie. Hay mà. Zombie. Em xa. Cái này là cũng dạ bánh kẹo luôn nè. Nữ hoàng bánh giá. À, cái này cũng bánh kẹo luôn. Cái này cũng bánh kẹo luôn à. Wow, ngũ cốc quá trời luôn rồi. Ngũ cốc vậy? Từ từ tụi con cái này là. Mau. Cái này của bé Na nè. Dạ không dạ cô. Cái này của bé sữa nè. Ôi. Hai này của bé sữa nè. Của bé sữa nè. Chung. À. Chào trên biển. Cái của tao chung. Chơi chung. Cái này của Cana, ủa sao Cana hai cái. Của muộn cái nè. Cho con cái này. À, không, cái này chơi, cha nghĩ là mấy cái này mình chơi chung đi ha. Chơi chung hết đi ha. Nhưng mà chơi chung hết luôn đi. Em muốn cái này nữa. Rồi, chơi chung hết luôn. Rồi. Rồi xong rồi. Xong rồi á. Cái này là em. Để xuống đi. Chung game nó cầm xíu cho. Mình đang chơi chung mà cầm cái gì chứ. Chơi chung đi. Quá à, mấy cô không có lấy về. Rồi, quá trời đồ chơi luôn. Không có mà dành chơi chung. Đồ chơi rồi kẹo. Rồi. Rồi đứng rồi khoanh tay cảm ơn cô đi. Rồi quá trời đồ đã luôn rồi. Dạ cảm ơn cô. Cảm ơn cô Vân. Sữa cảm ơn cô Vân cho sữa. Quay khoanh tay cảm ơn nè Hoàng, quay qua khoanh tay cảm ơn. Nhìn máy kìa. Cảm ơn cô Vân. Cảm ơn. Ốc tiêu. Bin, cảm ơn cô Vân Bin. Cảm ơn cô Vân. Dạ rồi, Phương vừa xin thay mặt cô cả nhà xin gửi lời cảm ơn với cô Vân rất là nhiều đã gỡ quà cho mấy bạn nhỏ. Dạ giờ Phương vừa sẽ chia tay cho mấy bạn nhỏ chơi. Cảm ơn chị rất nhiều, chúc chị rất nhiều sức khỏe nha. Dạ bye bye, chào tạm biệt cô nè mấy đứa ơi. Dạ tạm biệt cô Vân.